cơ hội cho đội tuyển Việt Nam có thể sẽ điểm không vào. Rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong tình huống băng lên và xử lý kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái của Châu Đoàn Phát. Một không có lỗi. Vũ Đức Tùng cũng là mẫu pivot có khả năng cản lưới rất tốt của đội tuyển Việt Nam. Pha phạm lỗi. Nỗ lực và sự lăn xả của Vũ Đức Tùng đã khiến cho cầu thủ Mao số 10 của đội tuyển Futsal Việt Nam gặp phải một chấn thương. Như vậy là Đức Tùng đã bị gãy chân. Rất có thể là như vậy. Zaruba. Rất căng của Zaruba. Cơ hội, vị trí không vào. Một sai lầm của môn và phòng ngự đội tuyển Cộng hòa Séc và cơ hội rất rõ ràng đã đến với chúng ta. Một pha cứu thua của thủ thành. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với thật nhiều những cơ hội nguy hiểm dành cho đội tuyển Cộng hòa Séc. Đó là pha bóng đập cột dọc và tỷ số vẫn đang là không đều. Tôi có cảm giác đây là một trận đấu may mắn với đội tuyển của chúng ta rồi. Hồ Văn Ý vẫn kịp thời tỉnh táo để giữ trái bóng lại. Cơ hội phản công, Đoàn Phát có thể dứt điểm. Quán cầu cho đội tuyển Việt Nam. Của Châu Đoàn Phát sau khi tận dụng được sai lầm của đối phương. Tuyệt vời. Với tất cả những tinh thần thi đấu như những chiến binh, chúng ta đã vươn lên dẫn trước ở thời điểm rất quan trọng trong trận đấu. Một trận đấu quyết định đến tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn của Châu Đoàn Phát. Nếu như chúng ta duy trì được kết quả này đến hết trận đấu thì đây sẽ là một cú sốc rất lớn, rất lớn. Một dứt điểm qua hai chân thủ thành Vahala. Cú đá quyết đoán của Châu Đoàn Phát đã đánh bại được thủ môn Vahala, một người cũng đã chơi rất hay trong chặng đường đá. Rồi bất ngờ tung ra đống đắp ảo rất nguy hiểm. Như vậy là đội bạn đã có được bàn gỡ hòa sau một đường truyền lỗi của chúng ta. Một đều, ghi bàn của đội trưởng Reseta. Tỷ số đã được cân bằng cho các cầu thủ Cộng hòa Séc. Sai lầm của đội trưởng Phạm Đức Hoàng.